Nào, bây giờ một bạn cho cô biết là chúng ta đang học đến phần nào ấy đây. Thắng rồi nào, số 55. 55 cho cô biết là mình đang học đến phần nào ấy đây. Em cho cô mình học đến phần quan niệm của triết học Mác Lênin về vật chất ạ. Alo ạ. Em có nói sao cô không nghe tiếng gì nhỉ? Hay là cô tắt mic cho đây nào? Cô kiểm Alo, cô nghe em chưa nói à? Hay là cô bị làm sao? em Máy có cô bị nói làm mà cô. sao? À, cái mic này đang bị tắt. Rồi, nghe thấy rồi. À, em cô mình đang học về lần trước là đang học về quan niệm của triết học Mác Lênin về vật chất ạ. Ừ, đang học đến trong cái phần đấy thì đến cái nội dung gì rồi, À, đến nội dung thứ ba rồi ạ. tức là về cái gì? Vật chất được vật chất là cái người là ý thức con người phản ánh có sự ghi chép chụp lại của Định sự nghĩa vật. hả? Đang định nghĩa về vật chất là phân Vâng tích cái định nghĩa đó đúng không? ạ. Ừ. Rồi, cảm ơn em. Thế bạn 26 rồi cho cô biết nào. Bạn 26. Cho cô biết. À, bây giờ chuyển sang làm luôn một số câu hỏi xong cô gọi các bạn. Em nhé. Em như nào nha. Làm luôn một số câu hỏi.
Nha, bây giờ cô gọi nha. Bạn là sáu mươi bảy, sáu bảy có đấy không? Bạn sáu bảy có ở đây không? Thanh Tùng không có hả? Em bạn sáu sáu có không? Liệu mic của cô có vấn đề gì không nhỉ? Em có nghe tiếng không? Em vẫn nghe thấy ạ. Ừ. Thế gì nhỉ? 67 có không? 67 không có. 66 không. 66 không có. 68 nào? 68 có đây không? Có. Bây giờ 65. 65 này cô nhìn thì có đấy. Cô ơi. Các bạn 65 nào? Dạ. 65 làm cho cô này nha. Cô nào Sáu 65 làm cho cô câu này. nghĩa về vật chất của mình? Con cô là con trọng D ạ. Tại sao không chọn A? Nó được nhận biết bằng cảm giác, có thể sờ được, chạm được. Được, chạm được á. Thế ví dụ như không khí ngày chúng ta cảm thấy gì không? Chúng ta cảm thấy thế nào? Không khí ta không cảm thấy gì, nhưng mà vật chất thì con nghĩ là nó chạm vào được, nó cho ta được Cảm cảm được nhận. cái không khí này ta chạm vào chả có cảm giác gì thì nó có phải là một dạng của vật chất không? Không ạ. Không khí là không phải một dạng của vật chất đúng không? Vâng ạ. Thế những cái gì mới là vật chất? Là do con người sở hữu ạ. Là do con người làm ra. Con người làm ra thì mới là vật chất. Thế còn các hành tinh trong vũ trụ này thì không phải là vật chất. Vâng. Ngọn núi, con sông, Đấy tảng là tài đá, nguyên rồi. cây cối, loài vật, những thứ mình nhìn thấy đấy chứ không nhìn thấy, ví dụ như là cái bụi trong vũ trụ, không khí, ánh sáng, hơi nước, vân vân, có phải vật chất không? Không Thế không phải vật chất, vâng thế thì không bàn gì nữa rồi. 65 ạ. dạ Thế thì chưa hiểu về định nghĩa về vật chất của Lenin hôm trước mình học rồi. Thì không 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 thể xác định được đúng rồi. Bây giờ mà lại bảo là những cái đối tượng mà ta không nhìn thấy bằng mắt thường hay ta không cảm nhận bằng các cái giác quan của mình thì không phải vật chất ấy. Thì rất là buồn. Đấy, bây giờ cô xem tinh thần xung phong nào, không gọi đột xuất thế này nữa, khởi động mình phải vui, xem những tinh thần xung phong kiểu gì người ta cũng có khi người ta cũng còn nhớ bài hôm trước. cô bạn 66 bạn vừa bị ao nên bạn ấy không trả lời được cô Ừ. Nào là bạn 59 giúp cô nào. 59. em. Cô là em chọn đáp án D. Thế bây giờ bạn là giúp cô nói lại cho cô cái quan điểm về vật chất mà theo triết học Marx. Cô là vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. Lại chụp lại phản ánh tồn tại không lệ thuộc cảm giác. Bây giờ quay trở về câu chuyện của bạn 65 nhá.
Thì không biết còn bạn nào có còn 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 có lăn tăn gì nữa không thì chúng ta trao đổi thêm để hiểu. Thế bây giờ bạn 59 cho cô. Bạn 59 cho cô cái phân tích của em, cái nhận định của em ấy, rằng là ví dụ như ánh sáng chúng ta không cầm được, không cầm nắm được. Đó. Không khí, độ ẩm, nhiệt độ. Đây là những cái đối tượng này có phải thuộc về thế giới vật chất không? Hay là không phải vật chất? Cô là có, Thế sao em khẳng định được điều đó? bởi vì chúng ta có thể cảm nhận được qua các giác quan của mình, ví dụ như nhiệt độ chúng ta có thể cảm nhận được qua da. Còn không khí thì chẳng cảm nhận được gì cả. Không khí mà quanh ta đây thì chẳng cảm nhận được gì nhỉ. Nhìn thấy được, không cầm nắm được. Không cảm nhận bằng xúc giác như bạn nói. Thì nó có phải vật chất không? Cô là vẫn À. có, vẫn phải là vật chất. Ừ, thế thì nó có đặc điểm như thế nào để em khẳng định nó là vật chất? Nó là một, nói đúng ra thì nó là một dạng vật chất ấy. Nó có đặc điểm như thế nào? Là chúng ta có thể hít thở không khí và cảm nhận nó có một. Kể cả những cái dạng đang tồn tại trong thế giới vật chất mà em còn chưa cả biết đến, em còn không cả cảm nhận được bằng giác quan hiện có của mình ấy. Thì trong thế giới này ấy, thì theo em nó có phải là những cái dạng của vật chất không? Vì sao? Vì sao mà chúng ta khẳng định được điều đó? Này thì em vẫn chưa giải thích được. Nào Hiếu nào. Em thưa cô là theo em thì vật chất nó là một cái khái niệm chung nhất ạ, bao quát của những thứ ta có thể thấy ạ, không thấy và tồn tại ạ. Nên em nghĩ là có thể là vật chất được định nghĩa như vậy là nó những thứ kể cả được cấu thành từ những hạt nhỏ nhất như kiểu là hạt nguyên tử ấy, thì em nghĩ là nó sẽ được gọi là vật chất. Nguyên tử có cái gì nhỏ hơn cả nguyên tử mắt thường không nhìn thấy được không? Nhỏ hơn nguyên tử thì có electron, proton và neutron là ba hạt cấu tạo lên nó. Còn nhỏ hơn nữa thì em nghĩ là có thể là em chưa chưa thể biết được. Trong vật lý thì có rất nhiều dạng hạt, các bạn nào mà để ý trong vật lý bây giờ người ta nói rất nhiều dạng hạt khác nhau. Vâng. Điện tử chẳng hạn là một cái dạng nhỏ hơn của nguyên tử, cái hạt quắc ấy. Đúng không? Vâng. Nhưng đấy là những cái khái niệm rất thông thường rồi đấy, nó không phải là phát hiện mới gì đâu. Nó rất là thông thường trong vật lý phổ thông rồi đấy. Thì đấy như bạn Hiếu nói là cô cũng khá ưng, bây giờ Hiếu thử nói thêm một ý nữa thôi thì cô sẽ cộng điểm cho bạn này. Là gì? Thứ nhất là kể cả những thứ mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường. Nha, số 65 với cả số này là 59. Để ý nhá. Cô Rồi nó không phải chỉ là sự bạn vật. Sao em? cho các bạn ở ngoài vào. Kệ chúng nó. Em cứ tập trung vào vấn đề của mình. Kệ, đang nói dở. Kệ chúng nó. Không phải là những thứ chỉ là sự vật là một. Cái thứ hai là không phải chỉ là những thứ mà nó có kết cấu xác định thì mới là thuộc về thế giới vật chất đâu. Mà kể cả những cái mà con người ta không nhìn thấy bằng mắt thường hay là dạng chất khí, chất lỏng. Thế rồi nó là quá trình như nó hiện tượng, ví dụ như hiện tượng phóng xạ này. Hay là gì? Hay là hiện tượng phản ứng hạt nhân nguyên tử, vẫn là những hiện tượng mưa, mưa, hiện tượng sấm chớp, tất cả những hiện tượng.
Đấy. Và chúng có điểm chung là gì đúng không? Ai biết? Và đặc biệt là bạn Hiếu đã phát hiện ra thêm một cái đặc điểm chung trong sự tồn tại của các đối tượng ở thế giới vật chất, đó là gì? Đặc điểm chung đó là gì? Thì bạn số 27 trả lời coi như là rất là tốt rồi. Cái này thì em cũng không chắc lắm. Đặc điểm chung của tất cả các đối tượng đang tồn tại trong thế giới vật chất là chúng tồn tại như thế nào? Em nghĩ là chúng đều mang năng lượng. Chưa phải cái từ chất nhất. Chúng nhất. Đây có mấy cánh tay rồi. Em xin để các bạn trả lời. Cô muốn bạn này trả lời nốt được thì tốt. Thì sẽ hoàn hảo. Đặc điểm chung của tất cả những cái dạng tồn tại, mặc dù con người có thể không biết hoặc là chưa biết. Chưa biết thì đúng hơn. Mình không không khẳng định là không biết, nhưng mà mình nói là chưa biết, tức là bây giờ chưa biết. Sau này có thể biết, mà cũng có thể còn rất lâu, rất lâu nữa. À. Rồi thì có những cái con người trực tiếp nhận ra dễ dàng, có những cái con người không nhận nhận ra một cách dễ dàng sự tồn tại của nó bằng các giác quan. Nhưng mà nó đều thuộc về thế giới vật chất, bởi vì chúng có đặc điểm chung trong sự tồn tại của nó là gì? Chúng em cái điều tồn tại trong không gian, chứ mà thế thì chưa chất nào nghĩa ra nào nghĩa là thưa cô, em nghĩ là vật chất vẫn luôn tồn tại mặc dù không thể thấy hay là quan sát được, nhận thức được nó là tồn tại. Cái câu của cô cơ mà, đi sát vào cái câu của cô mà. Số 28 nào, cũng hiếu nào. Cô hỏi lại đi ạ, em bị ấy rồi. Ôi giời, thế mày giữ tay tưởng là. Không, em có câu trả lời nhưng mà em lại quên mất câu hỏi rồi. Nào, giờ cũng phải ai, cũng ai phải nhắc lại, Phương Anh như nào. Em thưa cô là vật chất là những cái tồn tại khách quan đấy ạ. Không phụ thuộc vào ý thức ạ. Đấy. Đấy là keyword. Keyword. Tất cả những gì, dù là sự vật có kết cấu hay là những dạng mà không có kết cấu xác định, là quá trình hay là hiện tượng, tất cả chúng đấy. Đó. Là những thứ con người đã biết hay là những thứ con người chưa biết, vân vân vân. Nhưng có đặc điểm chung là tồn tại khách quan. Nhá. Thì đều thuộc về thế giới vật chất. Được chưa? 65. 65 hiểu vấn đề chưa? Đã rồi ạ. Cho nên em không thể lý giải là không khí này không phải là vật chất được. Chết. Sau khi mà em học xong cái niệm Lenin mà em lại nói như thế thì cái nhận thức của chúng ta bây giờ không không cả bằng cái giai đoạn cuối thế kỷ 19. Mình thế kỷ 21 rồi, mà không cả bằng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Bây giờ lại không thừa nhận là không khí này là thuộc về thế giới vật chất thì thế là bằng người cổ đại à? Trước đây người ta cho rằng là ánh sáng không phải vật chất, bởi vì người ta cũng nghĩ như bạn 65 rồi đấy, bởi vì ánh sáng nó không có kết cấu cầm lắm được, nhưng mà ít nhất là nó cũng còn nhìn thấy được, người ta nhìn thấy được. Thì có điều là nó không tồn tại dạng cái kết cấu cụ thể xác định. Còn bây giờ trong vật lý học người ta nói ánh sáng có tính sóng, có tính hạt, những cái đặc tính ấy tồn tại khách quan, nó là thuộc về thế giới vật chất. Nó tác động đến con người. Đấy chưa? Như vậy, đấy là cô nhắc lại những cái kiến thức hôm trước. Không biết là từ định nghĩa vật chất của Lenin sau đó có mấy ý phân tích để em ghi chép được cái gì. Thì nay đến câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn phương án D. Hôm nay các em lựa chọn phương án D. Thì tùy cách đặt câu hỏi vẫn một ý đấy, nhưng mà người ta sẽ có những cái cách điều chỉnh câu từ. Trong trường hợp này thì mình chọn phương án D, bởi vì sao? Thứ nhất, vật chất là gì? Là thực tại khách quan.
đúng không? Cái này thì bên trên phương án nào cũng có, A này cũng có. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Để ta chọn D. Đem lại cho con người cảm giác ạ. Ừ, tức là những cái dạng thức đang tồn tại khách quan đó của thế giới vật chất ấy, nó sẽ tác động đến con người. Tác động đến con người. Cái cảm giác này các em đừng hiểu là nó phải con người phải nhận ra ngay. Có khi nó đang tác động đến con người đấy. Yeah. Ví dụ không khí chẳng hạn, tác động đến con người đấy. Nhưng mà cái việc cảm nhận của chúng ta có thể là cảm nhận được một cách trực tiếp và thấy ngay. Cũng có thể có những đối tượng là không cảm nhận được một cách trực tiếp và không thấy ngay được. Ví dụ như những hành tinh ở trong vũ trụ này mà bạn 65 bạn bảo không thuộc về thế giới vật chất thì càng buồn. Nói thật là cái này còn trước cả cổ đại, gọi là thượng cổ mất rồi. Chứ người cổ đại người ta đã nhìn ra được cái sự tồn tại của các cái hành tinh. Rồi sau đó người ta mới nghiên cứu tìm ra những cái thiết bị, sáng chế ra những thiết bị để mà quan sát những cái dạng tồn tại đó trong không gian, trong vũ trụ này. Bạn 65 bây giờ lại còn bảo là nó không thuộc về thế giới vật chất. Thế nó thuộc về thế giới nào hả 65? Nhưng mà theo em mà em cứ nói quan điểm của em hả? Em nhầm ạ. Nó thuộc về thế nào, thế giới nào? Mình phải đặt ngược câu hỏi là nó mà không thuộc về thế giới vật chất thì nó thuộc về thế giới nào? Nó chả có linh thiêng kỳ bí gì cả, nó đang có thật đấy, nên người ta mới gọi là thực tại khách quan, được chưa? Và nó tác động con người. Thế những cái xa xôi trong vũ trụ này nó tác động đến con người không? Có, nhưng mà tác động một cách gián tiếp, tác động một cách gián tiếp. Và có thể đến một ngày chúng ta có những cái thiết bị nhất định quan sát được nó, tức là có những cái hình ảnh với nó một cách gián tiếp. Đấy, thì được câu vật chất thứ nhất là như thế, câu thứ hai là câu 14. À, bây giờ hỏi bạn khác nào. Bạn tiếp theo. Bạn tiếp theo nào. Những bạn nào còn đang lơ tơ mơ là cô đánh dấu hỏi chấm vào đây nhá. Bạn nào mà chưa chú ý bài hôm trước ấy. Tiếp theo bạn Việt Trường là. Thế những mấy bạn 27 thì nói được một chút xíu, xong rồi tiếp theo bạn 28 nhỉ. Tiếp theo là 28 bổ sung nhỉ. 27 28. À không phải, bạn gì? Bạn nữ cơ. Em bạn nào ấy, phải không? Một bạn nữ cơ. Em ạ. Bạn số 5 à? Vâng. Đấy, bây giờ đến bạn Trường nào. Việt Trường. Việt Trường có đây không? Trường không có. Thế bạn Anh Tú nào, Ngô Anh Tú. Nói em được. Bạn làm cho cô câu này như nào. Đọc kỹ câu hỏi là bạn sẽ làm được, bạn không phải tra cứu ở đâu nhá. Tra cứu thì chắc chắn đã ra được các bạn. Cô chưa xem câu hỏi cô ơi. À thế à? Các bạn đọc kỹ là các bạn sẽ có phương án ngay, nó không có khó. Đây cô chỉ đang ôn lại chúng ta thôi. Việt Trường trả lời nhanh nhưng mà đầy bạn giơ tay rồi.
Trường ơi, trường không có ở đây à? À cái gì cô gọi có phải à, Tú, Tú là trường nó không có nhưng mà Tú. Tú cũng không có à? Em đây ạ. Không ngồi đây à? Em đây ạ. Ừ. Trả lời đi em. Ừ, cô. Nghĩ là đáp án C ạ. À. C là như thế nào? Giải thích. Vì mình ôn tập cho nên cô yêu là cầu các em phải giải thích. Đọc hết câu hỏi chưa? Cứ chọn bừa chọn đãi. Đọc hết câu hỏi đi. Bây giờ nha, câu hỏi bên ngoài là để trả lời cho câu này nha. Rất nhiều bạn giơ tay rồi. Cơ hội đến với Tú. Nó là một cơ hội hiếm. Bởi vì cái câu này là nếu mà rơi vào người khác thì người ta trả lời lâu rồi. Bây giờ Tú cho cô biết này. Dựa vào đâu để người ta phân chia các trường phái triết học trong lịch sử? Dựa vào đâu? Ý thế, cơ hội đến tay rồi mà lại mất đi. Rồi, đủ này đấy. Bây giờ bạn Trần Văn Quang, 51 đi. Của em ạ. Ừ. Theo em, câu này em nghĩ là B ạ, duy vật ạ. Ừ. Bây giờ mà em giúp cho bạn Tú trả lời câu hỏi dựa vào đâu để người ta có thể có căn cứ phân chia các trường phái triết học trong lịch sử. Ở đây mình nhìn thấy có các trường phái đúng không? Trường phái chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, nhị nguyên. Đấy mình thấy như vậy là có ít nhất là ba anh xuất hiện. Thế còn cái C ấy thì có các phương án C xuất hiện không ạ? À, bạn 51. Em nghĩ là không ạ. Không nhá. C đó là một cái phương án rất vớ vẩn làm nhiều, chỉ có bạn nào không hiểu gì thì mới chọn C theo một cái tip của các em là cứ tất cả đáp án tất cả đáp án còn lại các em chọn là chết vì các thầy cô nắm bắt được cái top đấy của các em rồi, cho nên là sẽ có một số cái phương án nhiều theo cái top của các em này chọn là chết, bởi vì là thể hiện là không hiểu gì. Không có cái phương án nào lại là hỗn hợp, lùng củng của tất cả những cái loại này đâu. Bây giờ mình nhìn thấy có ba cái trường phái này. Thì cái trường phái nào là trường phái duy vật? Thế nào là những cái học thuyết duy vật này? Thế nào là những học thuyết triết học duy vật? Đó là những học thuyết triết học gì? Học em nghĩ là những cái mà quyết định nhận biết được trường phái là trường phái duy vật hay duy tâm là một cái gì đó là mình dựa vào tính chất của vật chất và ý thức. Chưa hiểu lắm, chưa rõ lắm, tính chất vật chất của ý thức là như nào, dựa vào đâu? Nó chỉ một câu thôi mà thật chuẩn. Dựa vào đâu? Dựa vào dựa vào vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào quyết định cái nào thế là cái nào? Thế là dựa vào đâu? Không cần nói nhiều, để nói ngắn hơn, thế là dựa vào đâu đấy? Dựa vào nội dung gì mà mình đã học? Một cái nội dung.
Cô lần trước cô cũng ôn rồi. Hỏi lại bài rồi. Một câu thôi. Dựa vào khái niệm của triết học ạ. Vâng. Thế thì rất phí, chưa được điểm. Bạn nào nào luận giải cái này nữa, thật là sát nhất vào những keyword của nó thôi, không phải nói rườm rà gì nhiều. Nào, bạn số 10 nào. Ừ, số 10. Đúng rồi. Của vấn đề cơ bản của gì? Ừ, của triết học nhá. Dựa vào cách mà người ta giải quyết vấn đề cơ bản triết học. Cái trường phái nào mà khẳng định vật chất có trước thì đó là ý thức có sau ấy, thì đó là những trường phái duy vật, đúng không? Đấy, thì khi các em nắm được cái gốc của vấn đề đấy, bây giờ chúng ta nhìn vào cái câu hỏi này thì chúng ta sẽ chọn được ngay là cái trường phái triết học mà cho rằng bản chất thế giới là vật chất, tức là vật chất quy định. Vật chất là tính thứ nhất, ý thức chỉ là tính thứ hai, vật chất quyết định ý thức. Hiểu chưa? Mình phải nắm được cái gốc của vấn đề kia. Như vậy, trong trường hợp này, mình chọn được phương án B, theo như bạn 51 nói. Đó là chủ nghĩa gì? Duy vật. Đó là những trường phái triết học duy vật. Thì là dựa vào cách mà học thuyết đó, học thuyết triết học đó, giải quyết vấn đề cơ bản của triết học như thế nào. Được chưa? Bạn 51 lát nữa ghi điểm sau nhá. Vâng. Thì em phải nắm được cái gốc của vấn đề đã. Còn lơ mơ thì là chưa được. Từ cái gốc đấy người ta xoay chuyển ra rất nhiều câu hỏi khác nhau. Người ghi thêm rồi. Vừa học vừa ôn rất kỹ này mà sau vẫn sai những câu này, cho cái roi vào đi. Tiếp. Ồ, số 30. Nào, cô 30 nào. Bạn Quang Trung nào. Có em ạ. Ừ, Quang Trung làm cô 30. Chúng rồi. Em nghĩ là phép là biện chứng ạ. Theo chuẩn xác nha. Câu từ nói nó phải nó gọn gàng thôi. Nhưng mà chuẩn xác. Cái gì phép biện chứng nào? Em chọn đáp án B ạ. À. B là gì? Là chủ nghĩa duy vật biện chứng. Ừ, chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đây là nói phép biện chứng. Chủ nghĩa duy vật biện chứng là ai gì? Em hiểu nó là gì? Theo em hiểu. Thế nào là chủ nghĩa duy vật biện chứng? Chỉ cần các em hiểu thôi. Là như nào? Nhanh. Mình chọn này nó phải có cơ sở chứ. Thế là đây nó không phải là đi kiểm tra, tích xong là xong. Mà vì là mình ôn tập và gọi là kiểm tra bài cũ. Thế
Thì các em phải nắm được là nó có cái cơ sở nào mà mình đã học rồi, lý luận nào mình đã học rồi. Có rất nhiều cánh tay đây này. À, máy của anh, sao anh Việt Trường lại số 36, 63 nữa nào? À, Việt Trường. Việt Trường sao lại số 63? Im lặng thế. Em à, Việt Trường có thấy ghi ở đây 63 đang giơ tay ấy. Không có ở đây à? Có nhắn gì chat gì không? có thể chat được. Việt Trường 63. À ừ, đúng rồi. Rồi thế cho bạn Việt Trường giải thích để gỡ ra cái chỗ tích vắng này thế nào. Việt Trường giải thích thế nào. Không có mic à? Thế thì giờ thế thì viết ở phần chat cho cô xem nào. Viết ở phần chat xem nào. Ừ, dùng máy bàn cũng được, viết ở phần chat xem nào. À thế bây giờ các bạn nhắn riêng, các bạn có phương án thì nhắn riêng ở phần chat tôi xem nào. Nhắn riêng cho cô ở phần chat xem giải thích em hiểu chủ nghĩa duy vật biện chứng là gì nha, tất cả nhắn riêng rồi. Kể cả Việt Trường nhắn em là qua quá trình khái quát cái lịch sử triết học. Rồi, các em cứ gửi đi, cô đang đọc đây. Em bạn nào đúng nhất thì cô sẽ đọc tên đi. Bây giờ cô chưa bàn đến cái việc chọn cái gì nhá. Bây giờ cô đang hỏi các em để các em hiểu về từng cái trường phái một. Sau đó chúng ta làm công việc chọn kia thì nó dễ lắm. Rồi, một bạn đúng, số 57, đúng. Một bạn là đúng. Lớp 7 đúng mà. Sát nhất, cô chỉ cần sát nhất của vấn đề thôi. 57 vẫn là đúng nhất. Của chi thức của loài người mà viết sai chính tả nhá. Chi này là chân tay. Xa vời lắm. Không cần phải. Rồi bạn thứ hai, bạn số 33, đúng. Bạn số 33 đúng, 57 với cả 33. Tiếp ra nào. Rồi, dừng nha, dừng. Tất cả dừng. Bạn số 42. Được. Tất cả dừng nha. Bạn số 39. À, đấy những là những bạn đúng, còn những bạn khác cứ giải thích là đi giải thích cái phương pháp biện chứng thì đúng hơn, nhìn sự vật như thế nào, thấy được mối liên hệ, thấy được sự vận động, phương pháp biện chứng thì đúng hơn.
Thôi cho mèo học máy của bố. Mèo học máy bố. Vẫn nội dung hôm trước thôi. Cô đưa ra kết luận nhá, là chủ nghĩa duy vật biện chứng đó, trước hết mình phải khẳng định đó là những cái học thuyết triết học duy vật, triết học duy vật này, và khẳng định vật chất và có trước, và giải thích về thế giới là trên cơ sở phương pháp biện chứng. Thứ tự con, chủ nghĩa duy vật biện chứng chính là sự kết hợp của chủ nghĩa duy vật với phương pháp là phương pháp biện chứng. Em một số bạn nói là phép biện chứng. Đấy, một cách khoa học. 308. Em đi cũng biết. Đấy, thế nên là trong trường hợp này ấy, thì mình sẽ chọn phương án B là đúng, đúng không? Phương án B là đúng. Rồi chúng ta tạm giải lao để cô đổi thiết bị nhá.
Em ơi vào lớp nha. Vào lớp, vào lớp. Lớp mình ơi. Lớp mình vẫn đây mà cô. Ừ phải. Ơi thì một tiếng cô chả biết là. Lắm lúc nói như tự kỷ ấy. Chả biết là có nghe được không hay là. Hay là mọi người có vấn đề gì trục trặc không? Nên phải đổi tên nhé. Thành viên nhỏ tuổi nhất nhà nhưng mà sách vở nhiều nhất nhà mà máy nào đòi máy xịn nhất. Nó không chịu học cái máy của người khác. Cứ đòi cái máy tính của cô. Sách vở thì bày đầy ra các tầng, tầng nào cũng có sách của nó. Thôi thì kiểm tra tiết vừa rồi là vừa để kiểm tra cũng là vừa để ôn tập đấy, cho nó chắc chắn đấy. Thì bây giờ còn một cái phần nữa, đó là cái ý nghĩa, định nghĩa vật chất của Lenin. Cô giao về cho chúng ta xem nhá. Sau buổi sau cô sẽ học, cô sẽ hỏi đấy. Em ghi vào đi. Ý nghĩa, định nghĩa vật chất của Lenin ấy. Ý nghĩa, định nghĩa vật chất của Lenin là gì? Hay nói một cách khác là như này, diễn đạt lại để cho mà rõ là câu hỏi hỏi cái gì. Khi mà định nghĩa về vật chất của Lenin ra đời, nó là một cái định nghĩa giúp cho các nhà khoa học nhận thức được toàn diện hơn về thế giới vật chất để giúp họ vững tin trong cái quá trình nghiên cứu về thế giới vật chất. Đấy, thì các em sẽ thấy cái định nghĩa này ra đời nó có ý nghĩa thực tiễn như thế nào. Đấy chính là ý nghĩa thực tiễn của nó đấy. Đồng thời thì là nó đập tan những cái luận điệu xuyên tạc nào trong cái bối cảnh mà khi chủ nghĩa duy vật chưa vững vàng trên lập trường duy vật, khiến các nhà khoa học mà thiếu cái cơ sở lập trường duy vật ấy, thì đang hoang mang, đang dao động, đang lâm vào khủng hoảng. Thì bây giờ chủ nghĩa duy vật đã có thêm một cái lời tuyên ngôn, một lời khẳng định để có được những cái nội dung mới khi luận giải về thế giới vật chất. Thì rõ ràng là cái định nghĩa về vật chất của Lenin ra đời nó giúp đập tan những cái luận điệu xuyên tạc các quan điểm duy vật, đúng không? Và từ đó mở ra một cái hướng rất tươi sáng cho cái quá trình nghiên cứu trong triết học nói riêng và trong khoa học nói chung, để từ đó vận dụng vào trong thực tiễn của xã hội con người cũng một cách khoa học hơn. Thì đấy là ý nghĩa, định nghĩa này nó ra đời. Các em về nhà chúng ta trên cơ sở cô đã hướng dẫn như thế thì về nhà chúng ta ghi lại nhá, ghi lại ý nghĩa đấy. Nay chúng ta sang tìm hiểu một cái mảng tiếp theo về vật chất. Sang tìm hiểu mảng tiếp theo về vật chất. Em ghi được câu hỏi hôm nãy chưa? Rồi ạ. Sự ra đời, cái định nghĩa về vật chất của Lenin có ý nghĩa như thế nào? Bây giờ ta sang phần D nhỏ. Hôm trước cô giới thiệu cho các em là khi tìm hiểu về vật chất có 5 nội dung. Thì phần C là ta sẽ đi vào trọng tâm tìm hiểu cái định nghĩa về vật chất mà Lenin đã nêu. Nội dung trọng tâm thứ 2 là ta sẽ tìm hiểu tiếp. Vậy thì thế giới vật chất tồn tại bằng phương thức nào? Và tồn tại dưới những hình thức nào?
Đấy, phương thức tồn tại, hình thức tồn tại của vật chất là gì? Được chưa? Không biết là các em đã đọc trước chưa? Nếu bây giờ đặt ra một câu hỏi là thế giới vật chất thì bây giờ mình đưa về những dạng cụ thể của nó đi. Những dạng cụ thể của nó, nhất là nhóm những cái sự vật hay hiện tượng mà các em có thể thấy được bằng mắt thường đi, cho dễ hình dung đi. Cả thế giới vật chất nhá. Bây giờ mình tìm hiểu ở một cái nhóm các sự vật hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường để cho các em dễ hình dung là chúng tồn tại bằng phương thức nào. Từ đó chúng ta sẽ quay ra hiểu câu chuyện lớn, câu chuyện khái quát cho cả thế giới vật chất. Chúng tồn tại bằng cách nào? Bây giờ tôi lấy ví dụ như cái cây. Cái cây. Theo các em, cây thực vật nói chung ấy, một cái cây nào đó trong vườn nhà các em tồn tại được bằng cách nào? Là bạn 66 bây giờ vào lớp rồi. 66 vào lớp chưa? 66 ơi. Dạ, có em. Em vào lớp. Nghe được chưa? Nghe thấy rồi ạ. Sao vào muộn đấy? Mất một tiết. Vừa lấy em lang bị ao. Mất một tiết rồi đấy. Không, em vào từ đầu rồi mà cô. Làm gì có từ đầu. Cô gọi em từ đầu thì có. Không có từ đầu. Để lang bị ao. Bây giờ nhá, câu hỏi cô đặt ra là nó là nội dung mới rồi. Đấy. Vâng. Câu hỏi là ví dụ trong vườn nhà em, một cái cây nào đó trong vườn nhà em ấy, nó tồn tại được bằng cách nào? Bằng sự tác động của con người. Tác động của con người. Nói rõ hơn đi sao nào. Thế giờ không lấy cái cây ở trong vườn nhà em nữa. Bây giờ cây cỏ ở ngoài nhà em. Đấy, mọc hoang dại ở một cái khu vực mà không có sự chăm sóc của nhà em, của con người. Thì nó tồn tại bằng cách nào? Bằng môi trường tự nhiên. Tức là như nào? Nó đi sát vào cái sự tồn tại của cái cây đấy. Coi như cô chưa có cái hiểu gì về cái sự tồn tại của cái đối tượng này. Thì nó tồn tại được phải bằng cách nào? Nghĩa là nó lấy oxy để sống. Hít mỗi khí trời đấy à? Đúng nguyên lý là hít khí trời cũng béo đấy à? Có thế thôi à? Với cả nước mưa nữa cô. Đấy là oxy, nước. Thế rồi nó nói nó một cách nó toàn diện hơn một tí nữa đi. Thế có tí lại vọt ra một cái thông tin. Cái quá trình tồn tại của thực vật nói chung, hay cái cây mà cô hỏi các em nó tồn tại bằng cách nào? Quang hợp đúng không? Ừ, nó phải có cái quá trình trao đổi chất đúng không? Nó phải có quá trình trao đổi chất đấy gì? Đấy. Quang hợp nó là một cái phản ứng nhất định. Đấy, được thực hiện trong quá trình trao đổi chất với môi trường để nó tồn tại. Đấy không? Có mỗi nước mưa với cả không khí sống sao? Lơ lửng ở dưới bầu trời thì có nước mưa với không khí cây sống được không? Nó có qua quá trình trao đổi chất thì nó là sự tổng hợp liên hệ với các cái dạng thức khác và có những cái biến đổi bên trong nó. Đấy, như vậy mình lưu tâm vào những chữ. Ví dụ như là liên hệ tương tác với những sự và hiện tượng khác và có những biến đổi bên trong nó. Thế các cái loài động vật thì sao? Nó tồn tại được có như thế không?
Các loài động vật có tồn tại có như thế không? Cũng phải có quá trình trao đổi chất. Trao đổi chất, tức là cũng phải có cái liên hệ với những cái dạng thức như là nguồn thức ăn, nước uống, với liên hệ với môi trường. Thế và có quá trình trao đổi chất, tức là những biến đổi bên trong cơ thể nó diễn ra. Để nó có thể tồn tại được thì phải có những cái biến đổi nhất định cho phù hợp với môi trường sống, đúng không? Với những cái nó có cái tiến trình biến đổi cơ thể nó để cho nó phù hợp với những cái yếu tố đang có liên hệ với nó. Bây giờ mình thử nói cho cô xem là cái một cái tảng đá mà không có sự sống vô tri thôi thì nó tồn tại được bằng cách nào, đúng biết? Nó hình thành được và cũng tồn tại được bằng cách nào, đúng biết? Đầu tiên là làm nên nó. Làm nên sự xuất hiện của nó, rồi nó tồn tại được là bằng cách nào? Bảo là đúng rồi, tức là để tạo nên được những cái đối tượng mà đang tồn tại khách quan này ấy, thì nó cũng phải có những cái liên hệ liên kết tương tác, đúng không? Liên hệ liên kết tương tác đấy, rồi thì nó cũng có những cái chuyển hóa nhất định theo tiến trình của sự tác động, môi trường tác động đến nó cũng phải có những cái chuyển hóa nhất định đấy. Thế bây giờ mình ở một cái tầm là đại học rồi thì mình rút ra là vậy thì sự tồn tại của các đối tượng trong thế giới vật chất, kể cả có sự sống lẫn không có sự sống đó, thì tồn tại được bằng cách nào? Đó, bằng cách nào? Bằng phương thức nào? Hiếu nào? Em thưa cô, theo em là phương thức để nó tồn tại là nó phải luôn có sự vận động. Vận động. Đó. Nó phải luôn có sự vận động. Luôn vận động. Con người chúng ta cũng thế, đúng không? Con người chúng ta cũng thế đấy. Thế nếu mà các em chỉ giữ nguyên cái trạng thái của chúng ta đấy, không thay đổi gì cả, không có biến đổi về chất trong cơ thể, không có biến đổi về nhận thức của mình trong tư duy, thì liệu các em có tồn tại được cho đến ngày nay hay cho đến giờ phút này? Ví dụ như trước các em lúc trước khi vào lớp thì chúng ta đang ở trạng thái thế này, suy nghĩ thế này. Nhưng bây giờ chúng ta không thay đổi cái hành động của mình để mà theo kịp được cái tiến trình chung như của các bạn đang làm, thì liệu chúng ta có ở trong cái lớp này không? Tồn tại được ở trong lớp này không? Đấy. Thì nói chung các đối tượng trong thế giới vật chất sẽ tồn tại bằng phương thức, đó là bằng vận động. Vậy vận động là gì? Hiếu thì cho cô biết. Vậy vận động là gì? Em thưa cô, ví dụ như là về động vật hay thực vật thì nó phải luôn có sự trao đổi chất với môi trường bên ngoài. Còn ngay cả với tảng đá thì ngay cả khi đứng yên thì nó vẫn tạo ra năng lượng. Những cái nguyên tử cấu tạo nên nó vẫn chuyển động thường xuyên và không bao giờ dừng lại. Nên em nghĩ là bản chất của nó là chính là sự vận động. Đấy, vậy vận động là gì? Bây giờ mình nghĩ khái quát vận động nói chung sẽ là gì? Vận động nói chung sẽ là sự thay đổi và biến đổi của sự vật hiện tượng nào đó trong thế giới tự nhiên và đời sống xã hội. Đúng rồi. Giờ ta ghi khái niệm vận động. Vận động hiểu theo nghĩa chung nhất là bao gồm tất cả mọi sự biến đổi. Mọi sự biến đổi em ạ. Kể cả những cái biến đổi mà chúng ta dễ thấy nhất bằng mắt thường, ví dụ như là sự dịch chuyển về vị trí trong không gian. Như các cái loài động vật ấy thì nó có sự dịch chuyển về vị trí toàn bộ cơ thể của nó trong không gian so với một điểm nhất định mà chúng ta nhìn thấy bằng mắt thường rất dễ dàng.
Đấy, và ta dễ dàng thừa nhận với nhau là các cái loài động vật là có quá trình vận động, thay đổi vị trí trong không gian. Thế nhưng cái cây mà nếu giả sử như các em mà chưa học cái khái niệm về vận động như trong triết học như thế này, thì các em sẽ thấy người ta có dễ dàng thừa nhận cái cây nó cũng vận động không? Hay hòn đá nó cũng vận động không? Có dễ dàng thừa nhận điều đấy không? Rất khó, đúng không? Thường mọi người phủ nhận. Hòn đá vận động. Mày bị dở hơi à? Mày bị hâm rồi à? Học cái này xong mày bị hâm rồi à? Thế nhưng mà thực ra như thế mới là đúng. Tức là ta đang vận dụng một cách tổng hợp tất cả những cái kiến thức của tất cả những cái môn khoa học khác để nay ta có được một cái nhìn sao cho nó phù hợp nhất với cái trạng thái đang có của các đối tượng trong thế giới khách quan. Mọi người không thừa nhận là bởi vì mọi người đang nhìn một cách rất phiến diện ở một góc độ thôi, một loại hình thôi. Còn bây giờ mọi người sẽ rất dễ dàng thừa nhận được nếu khi chúng ta đã biết đến khái niệm vận động một cách bao quát này, nó là gồm mọi sự biến đổi nói chung, kể từ những thay đổi vị trí đơn giản trong không gian cho đến sự vận động biến đổi trong tư duy con người. Biến đổi vận động trong tư duy, trong nhận thức con người là một quá trình biến đổi rất là phức tạp mà ta lại không nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng mà có không các em? Ví dụ trước khi các em học môn triết này với nay chúng ta học được một số nội dung của môn triết này, thì cái nhận thức của các em nó có thay đổi gì không? Có thay đổi gì không? Có. Có khác đi đấy. Nhờ, có khác đi. Nếu mà không thấy khác thì xem ra cô buồn quá. Bởi vì là nói chuyện với chúng ta mấy ngày trời rồi mà lại không có một cái khả năng để làm cho các em thay đổi được trong nhận thức của mình, thì thực là tôi cũng rất là suy nghĩ đấy. Nhưng mà rất là may các em cũng có thay đổi. Trước chúng ta từng nghĩ thế này thì nay ta có suy nghĩ khác một chút. Và rõ ràng cái sự biến đổi trong đầu óc tư duy của các em là chúng ta không nhìn thấy được, nhưng nó vẫn đang có. Phải không? Không nhìn thấy được nhưng nó vẫn đang có. Thì vận động nó có nhiều hình thức lắm. Có 5 hình thức cơ bản, đó là những loại hình vận động nào? Đó là những loại hình vận động này. Thưa cô, là vận động cơ học, vận động vật lý, vận động hóa học, và vận động sinh học và vận động xã hội ạ. Ở cái máy kia của cô thì cô có nhiều hình ảnh sinh động cho các cái loại hình vận động này. Thế nhưng mà cái máy này thì không có nhiều này. Em thông cảm bởi vì cái slide mà cô cóp ra này thì nó lại đang không có. Cho nên là chúng ta nhìn tạm một số cái loại hình vận động. Ví dụ như là cái này thì là vận động gì? Đây là đang thể hiện cho cái hình ảnh cho thấy đó là sự vận động gì đây? Vận động gì đây? Đây là quá trình vận động. Vận động sinh học. Sinh học. Mà vận động sinh học thì nó đã là cái hình thức cao, bao hàm trong nó cái hình thức vận động thấp hơn. Đó là bên trong nó phải có cái vận động cơ học. Vận động cơ học. Tức là sự dịch chuyển về mặt vị trí trong không gian. Đấy. Đây là vận động xã hội rồi. Thế chúng ta sẽ vào cái hình này vậy. Thì đầu tiên là mình sẽ có vận động cơ giới, hay còn gọi là vận động cơ học. Chẳng hạn như mình đạp xe, chẳng hạn như mình đi bộ, chạy, nhảy. Đấy. Mình thay đổi về mặt vị trí trong không gian toàn bộ cơ thể của mình. Thì chúng ta nhìn thấy rất dễ những cái vận động như thế này. Đó. Thế rồi trái đất quay, rồi các hành tinh, các vệ tinh quay quanh theo một vũ trụ nào đó, theo một cái quỹ đạo nào đó trong vũ trụ. Trong vũ trụ ấy, thì kể cả những cái đối tượng mà tuy không có sự sống, nó tồn tại được hay nó được hình thành cũng là do những cái tác động về lực đấy. Lực hút, lực đẩy, nó làm tan rã đi cái này nhưng mà nó lại hợp thành một cái khác và nó có quỹ đạo của nó.
chứ nó không phải lung tung đâu trong vũ trụ này. Nó có phải có cái quỹ đạo, tức là nếu mà là mình nhìn dưới góc độ ấy thì mình gọi nó là quy luật nhất định của nó, chứ không phải lộn xộn ở trong trong vũ trụ này đâu. Đó. Con người chúng ta cũng thế, vạn vật đều thế. Đấy là những cái vận động biến đổi, dịch chuyển về mặt vị trí trong không gian. Các em ghi cái vận động cơ học này, hay vận gọi còn gọi là vận động cơ giới này, thì mở ngoặc ra đó là sự dịch chuyển về mặt vị trí trong không gian. Bây giờ mình nhìn ở hòn đá thì lúc nãy bạn là bạn gì ấy, bạn số bạn Hiếu à? Hôm nay Hiếu đã có nói nhỉ, là ở cái hòn đá cũng cũng có vận động cơ học ấy. Đó là cái gì nhỉ? Hiếu thử nhắc lại cho xem nào. Mặc dù là ta không thấy toàn bộ hòn đá nó thay đổi, nó tự chạy trong sân nhà mình, nhớ không? Một cái tảng đá mình đặt ở đó, mình không thấy toàn bộ cái tảng đá đó nó dịch chuyển về mặt vị trí so với cái một cái vật nào đó hay so với ta đứng ở trong sân. Thế nhưng mà ở hòn đá này có vận động cơ học, có vận động mà được định nghĩa là có những cái sự thay đổi dịch chuyển về mặt vị trí trong không gian không? Có không? Có. Đưa em chỉ ra cho cô xem nào. Em nghĩ là những cái vật chất mà cấu tạo lên nó thì nó luôn có sự liên kết và luôn di chuyển, chuyển động ở ngay bên bên trong cái hòn đá đấy, để cho nên là mình không thể nhìn thấy mắt thường được. Tức là cái vận động của các cái phân tử, đúng không? Các cái phân tử đấy, trong cái cấu trúc của nó, trong cái cấu trúc của nó, các cái lớp electron chẳng hạn, nó cũng nó cũng có sự thay đổi đấy. Sự thay đổi vị trí của giữa các hạt với nhau. Thì đấy đấy là một cái khía cạnh mà cái kiến thức vật lý với cả mà các cái kiến thức trong khoa học tự nhiên khác mà các em đã từng học nó minh chứng cho cái luận điểm này, rằng là tuy ta không nhìn thấy toàn bộ nó dịch chuyển, so với bài toán vật lý là cô vẫn nhớ mãi cái bài toán về phương trình chuyển động, là so với một cái điểm khác, ví dụ trên sân thì mình phải so với cái gì, so với cái cổng kia, thì cái vị trí đặt hòn đá này nó không thay đổi. Thế nhưng mà bây giờ em lại nói cho cô là có một cái góc nhìn khác để em có thể khẳng định là toàn bộ hòn đá này nó cũng đang vận động. Vận dụng cái bài toán về phương trình chuyển động để em nói cái điều đó mà ai cũng sẽ thừa nhận nếu đã từng học môn vật lý rồi. Nếu mà mình so với cái cổng nhà mình ấy, thì cái tảng đá trang trí đấy là nó không có thay đổi về vị trí. Thế nhưng mà mình nhìn dưới một cái phương chuyển động khác thì các em sẽ hoàn toàn thừa nhận được là nó có thay đổi về mặt vị trí trong không gian, chứ không phải không. Đó là gì? Cái này thì em vẫn chưa nghĩ được chứng minh, nhưng mà cô thì cô học vật lý cũng không phải là giỏi, nhưng mà cô có biết trước đây làm suốt những cái bài toán về phương trình chuyển động ấy, thì có biết, cho nên là cô nghĩ là chắc là trong chương trình học phổ thông của các em phải có, đặc biệt là những cái bạn mà nếu mà khối A để thi vào những ngành như của các em ấy thì chắc là cũng sẽ biết đấy, chứ không phải không đâu. Thì mình thử vận dụng cái bài toán vật lý đấy vào cho trường hợp này, mình hiểu rõ hơn về cái luận điểm về mặt lý luận nhưng mà phải có cơ sở khoa học. Thì bạn nào thì nói cho cô biết là nếu mà vận dụng cái bài toán về vật lý đấy thì mình sẽ thấy là cái tảng đá đang đặt ở một vị trí trang trí ở trong sân nhà mình, nếu so với cái cổng thì là nó là được xem, có thể được xem như là nó không thay đổi về vị trí. Nhưng nhìn dưới nhìn dưới một góc độ khác ấy, thì các em sẽ hoàn toàn thừa nhận, nhất trí ngay là nó đang thay đổi về mặt vị trí.
Em đưa cô có cái công thức là F thì bằng M nhân với G, nghĩa là cái chuyển động của nó thì luôn bằng khối lượng nhân với gia tốc trọng trường ạ. Và em theo em thì cái gia tốc trọng trường này nó luôn tồn tại ở mọi vị trí rồi, còn khối lượng chỉ còn khối lượng của nó là nó cũng phải luôn tồn tại, thì em nghĩ là cái F này nó luôn xảy ra, nghĩa là cái vận động của con đá này. Đấy là một khía cạnh khác dưới một góc nhìn khác. Cô cứ nhớ mãi cái bài toán này. Nếu mình lấy nhà ga, nếu mình lấy một điểm ở ghế ngồi trên đoàn tàu làm gốc của phương vận động. Đấy. À. Thì cái nhà ga lúc mà tàu nó khởi động thì nhà ga sẽ là vận động. Em còn nhớ. Nếu mình lấy nhà ga là gốc thì con tàu cùng với những cái ghế ngồi của mình thì nó là dịch chuyển. Nếu nhà ga mà được xem như điểm gốc thì con tàu với cái những cái ghế ngồi của mình, cái vị trí ngồi của mình trên con tàu nó sẽ là dịch chuyển nó so với nhà ga. Còn nếu mà lấy cái ghế ngồi của mình ở trên con tàu làm điểm gốc thì nhà ga nó sẽ là dịch chuyển là vị trí. Đúng không? Em còn nhớ cái dạng bài toán đấy không? Có. Ừ. Thế thì câu chuyện ở đây cũng như thế, nếu so với cái gì thì cái hòn đá này được xem như là không vận động, không thay đổi về mặt vị trí. Còn nếu so với cái khác thì nó lại là thay đổi về mặt vị trí trong không gian. Đó. Như vậy câu chuyện ở đây là lát nữa ta sẽ nói đến cái việc là các em sẽ nghĩ thêm đến một cái khía cạnh nữa là vậy thì sau khi mà chúng ta học về vận động của các đối tượng trong thế giới vật chất ấy, thì chúng ta thấy cái khái niệm đứng im còn đúng nữa không? Hàng ngày chúng ta vẫn dùng khái niệm đứng im suốt. Nhưng bây giờ chúng ta lại khẳng định là tất cả các sự vật hiện tượng trong thế giới đều vận động. Hình thức giản đơn nhất là vận động cơ học. Vận hình thức nó ở cái trình độ phức tạp hơn một chút đó là vận động vật lý. Đó là gì? Hóa hợp, đó là ví dụ như là vận động của chẳng hạn như dòng điện. Dòng điện này chính là sự vận động của gì? Sự chuyển rời có hướng của các hạt mang điện tích ấy. Rồi từ trường, điện trường, đúng không? Đấy. Là vận động vật lý. Hay là sự hóa hợp, phân giải các chất thì nó là vận động. Nó thuộc loại hình vận động gì? Hóa hợp hay phân giải các chất thì nó là thuộc loại hình vận động gì? Hóa học. Đấy. Và trong các cái sinh vật có sự sống ấy, thì nó là một sự tổng hợp của nhiều trình độ các loại hình vận động, có vận động cơ học, có ví dụ trong cái dòng chảy chất, dòng máu này của chúng ta chẳng hạn, thì nó có những cái vận động mang cái tính chất của vận động cơ học đấy, đúng không? Dòng lưu chuyển các cái chất đấy là có tính chất của vận động cơ học rồi. Xong lại thêm nữa là có tính chất của vận động vật lý hóa học ở trong đó, thẩm thấu chất, tính chất của vật lý là gì. Thế rồi các cái phản ứng hóa học diễn ra trong cơ thể chúng ta thì đó là vận động hóa học đấy. Nên là trong cơ thể sinh vật sống, cơ thể con người chúng ta thì có bao hàm trong đó những hình thức vận động thấp hơn, ba cái loại hình thấp hơn. Rồi bây giờ mình nhìn tiếp một cái đối tượng nữa, sự vận động của nó hết sức đặc trưng, phức tạp, đó là vận động của xã hội của con người. Vận động của xã hội của con người nó là một sự tổng hợp. Như vậy nhiều cái câu chuyện, các cái vòng tròn miêu tả này này, thì các em lưu tâm mấy ý thế này. Các hình thức vận động là khác nhau về chất và trình độ. Cái thứ hai ấy, là các hình thức vận động nằm trong quan hệ bao hàm lẫn nhau, bao hàm chứ không phải bên cạnh nhau,
Ví dụ như là vận động hóa học thì không phải nằm bên cạnh vận động vật lý. À, anh có những cái vận động vật lý rồi xong, bây giờ đến tôi nhá, tôi sẽ có thực hiện vận động hóa học, không phải thế. Quá trình phân giải hay là hóa hợp của các chất thì nó đã bao hàm trong đó vận động vật lý. Vận động sinh học thì bao hàm trong đó. Và cao nhất là vận động xã hội, bao hàm những vận động về mặt sinh học. Vận động xã hội là vận động của gì? Vận động xã hội là vận động của gì? Bạn 66 ơi, vận động xã hội là chính là vận động của gì? Sáu sáu còn trong lớp hay không? Có em ạ. Ừ. Cái vận động xã hội là mình đang đề cập đến cái vận động của gì đây? Em nghe cô là sự biến đổi phát triển kinh tế. Ừ, tức là sự biến đổi của xã hội. Ừ. Ừ. Đúng rồi, sự biến đổi của xã hội con người. Đúng không? Con người tức là nó phải gắn với cái sự sống này, rồi hoạt động này, đấy, của con người. Cho nên là nó phải bao hàm trong nó cả cái vận động sinh học. Nhưng ngoài ra có cái một cái vùng bên ngoài này là vùng đặc trưng này, có những cái mà trong giới sinh vật thông thường không thể có được. Ví dụ như là có quá trình biến đổi trong lĩnh vực kinh tế, chỉ con người mới có thể có. Ở đây là cho cái hình ảnh khác đi, cho thay đổi cả giác quan, chỉ con người mới có thể có làm nên được những điều biến đổi kỳ diệu trong xã hội con người, vận động trong sản xuất, trong hoạt động kinh tế, vận động về mặt chính trị nữa, về mặt chính trị, cách thức tổ chức quản lý của nhà nước như thế nào. Đó. Hoạt động chính trị, tổ chức xã hội ra làm sao, đấu tranh giai cấp, vân vân, rất là nhiều cái đặc trưng mà ở các loài khác không có. Đấy. Và vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất. Đấy là một cái kết luận nữa, vận động xã hội là hình thức vận động cao nhất. Được chưa? Vậy bây giờ câu hỏi đặt ra, em ơi, câu hỏi đặt ra này. Thế nếu mà mình đã có một cái nhìn bao quát về vận động như thế rồi, thì khái niệm đứng im giờ còn đúng nữa không? Không. Bây giờ không thể dùng được khái niệm đứng im nữa chăng? Các bạn cho ý kiến là nào? Liệu khái niệm đứng im bây giờ mình còn dùng nữa không hay thôi, vứt nó đi, môn triết học này loại cái khái niệm đứng im đi. Vì ta thấy tất cả các cái đối tượng đang tồn tại khách quan trong thế giới vật chất đều tồn tại bằng vận động. Vận động là phương thức tồn tại của cả thế giới vật chất. Kể cả là, nhá, các em hình dung là một cái đối tượng nào đó được tạo nên thì đó là cả một quá trình vận động kết hợp tương tác rồi thì nó mới tạo nên nó, đúng không? Và khi tạo nên nó rồi, nó tồn tại là nó không có phải bất biến đâu. Nó thường xuyên biến đổi liên tục. Ví dụ như sự hình thành con người chúng ta ấy, hôm qua cô mới thấy bọn trẻ con của cô học, đang học lớp 5, là học về cái quá trình con người hình thành như thế nào, được sinh ra như thế nào, các em bé được sinh ra như thế nào. Thì các em bé được sinh ra từ một sự kết hợp, đúng không? Từ một sự kết hợp rất tuyệt vời, và khi hình thành từ trong bào thai nó cũng có quá trình biến đổi. Thế đến một giai đoạn mà trưởng thành nhất định thì lại phải có một quá trình bứt phá để mà tách ra khỏi cơ thể người mẹ,
trở thành một cơ thể độc lập bên ngoài. Nhưng mà khi mà được sinh ra thế thì nó vẫn có rất nhiều những liên hệ, rất nhiều những liên hệ với những đối tượng khác, và nó cũng phải biến đổi thì nó mới tồn tại được. Đấy, có cái giai đoạn mà trong bào thai có 5 tuần tuổi, cô giáo mới hỏi thế các con nhìn thấy cái em bé mà 5 tuần tuổi này có cái điểm gì đặc trưng, trông nó lạ lạ không? Thế chúng nó bảo là trông giống con khủng long, trông giống con khủng long nhỏ. Phát hiện rất là hay. Mà quả thực là trong cái quá trình vận động ấy thì nó sẽ có những cái bước mà các em thấy về sau chúng ta học các cái quy luật về sau, các em thấy là nó sẽ có những cái bước kế thừa, bước kế thừa của những cái loại hình vận động đã tiền thân từ trước, trước khi sinh ra con người. Thế rồi thì trong cái quá trình biến đổi lại thêm những cái hình thức mới, thêm những cái đặc trưng để khẳng định một cái trình độ ngày càng cao hơn. Và con người đến 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 khi sinh ra rồi thì cũng phải thường xuyên biến đổi mãi, cho đến khi mà về già rồi thấy là mình cũng vẫn phải thường xuyên biến đổi các em ạ. Cho đến khi về già, ví dụ như là bây giờ bố mẹ tôi, bố mẹ đẻ tôi và bố mẹ chồng tôi là cũng vẫn phải không ngừng thay đổi. Đó là gì? Đó là thay đổi về mặt tư duy. Đấy. Bây giờ không được gặp con cái thì mình lại phải thích ứng với cái điều kiện khách quan này để làm sao tiếp tục tồn tại, để duy trì cái mối liên hệ với con cái. Thế là lại phải học cách sử dụng smartphone, lại phải học cách gửi tin nhắn, gửi hình ảnh, rồi mở được video call ở trên điện thoại, trên iPad. Thế là nói chung ấy, là trong quá trình sống con người ta phải thích ứng để mà tồn tại về mọi mặt. Ở đây là xét về mọi mặt chứ không phải tồn tại ở đây theo cái nghĩa là chỉ có ăn, chỉ có do có góc độ sinh học, mà chúng ta tồn tại với nghĩa là con người giao tiếp hoàn thiện hơn, vui vẻ hơn, thì chúng ta phải thay đổi liên tục. Đấy. Đấy, cái quá trình vận động biến đổi ta nhìn thế. Thì bây giờ câu chuyện đặt ra là khái niệm đứng im giờ còn đúng được không? Rất là trăn trở với cái câu hỏi này nhỉ. Yeah. Khái niệm đứng im giờ còn đúng không? Có bạn lúc nãy vừa bảo là không còn đúng nữa rồi đấy. Thế còn bạn khác thì sao? Bạn khác thì sao? 28 bảo là vẫn sử dụng được khái niệm này. Các bạn khác thì sao? Khái niệm đứng im giờ còn có thể sử dụng được nữa không? Còn phù hợp nữa không? Nên là các bạn mà tương tác với cô là cô biết là các bạn vẫn đang tồn tại, chứ các bạn không tương tác gì thì cô cũng không nhận ra được sự tồn tại của các em. Không nhận ra được sự tồn tại của các em, và đấy đấy chính là cái phương thức tồn tại của chúng ta đấy. Chúng ta tác động lẫn nhau. Phải phân tích đây. Vận động là thuộc tính cố hữu của vật chất, tức là mọi đối tượng đều có. Có 5 hình thức vận động xong, ý này xong. Vật chất chỉ tồn tại được bằng vận động. Và thông qua vận động mà các cái dạng vật chất sẽ biểu thị sự tồn tại của mình. Đó. Các em phải thay đổi. Ngày hôm qua các em thế này, nay phải khác đi. Ngày hôm qua các em không nói, nay các em phải thể hiện mình nhiều hơn. Các em phải thay đổi. Lúc đấy các em không tương tác gì, giờ các em muốn chứng minh mình còn đang tồn tại ở đây một cách rất tích cực. Các em phải thể hiện được điều đó bằng sự tác động lại lẫn tôi. Làm cho tôi trước đây nghĩ là các em chẳng hiểu gì. Nay trong chính tôi cũng phải thay đổi là các em cũng nắm bắt được vấn đề rất là tốt đấy chứ. Đấy, nói chung là chúng ta muốn nhận ra sự tồn tại của mình hay là chúng ta muốn duy trì tạo động lực cho sự phát triển tốt hơn thì chúng ta đều phải có quá trình tác động, biến đổi, không ngừng.
Vì thế người ta gọi vận động là tuyệt đối. Đây là mấy cái keyword các em cần phải nắm được nhá. Vận động là tuyệt đối. Khái niệm đứng im còn tồn tại nữa không? Lớp mình có 68 người, tính ở cô là 69. Mà bây giờ đây có 61. Thì đi đâu mất 8 người? Đâu mất 8 người? Cô thử điểm danh ra nhanh cái. Một à? Một. Có. Một có. Hai. Có. Ba. Có. Bốn. Có. Năm. Có. Sáu. Bảy. Có. Tám. Có. Chín có. Mười. Mười một có. Mười hai. 12. 12 không có. 13. 13 cũng không thấy có. 13 có đây này nhưng không thể ới lên. 13. 13 không có mic à em? Hay như nào? Đấy, 13 cho cô nhận định của em. Là khái niệm đứng im còn có thể sử dụng nữa không? Còn đúng nữa không? Cho nên ở đây như này, mình phải hiểu khái niệm đứng im mà chúng ta hiểu theo nghĩa thông thường ấy. Theo nghĩa thông thường, bình thường hàng ngày ấy. Thì giờ còn đúng nữa không? Còn đúng nữa không? 13, 14. Có. 15. Có. 16. Có. 17. Có. 18. Lớp mình có hai bạn Minh Đức với cả hai bạn Hiếu sao nhỉ? Hay là hai bạn Minh Đức ấy. À, hai bạn Minh Đức với hai bạn Hiếu đấy. Thì cô đánh số thứ tự rồi cho nên là các em chú ý cái số của mình nhá, đừng có nộp nhầm vào bài của bạn khác. 19. Có. 19, 20. 20. Vắng. 21. 21. 21. Rồi 49 cho quan niệm về khái niệm đứng im. 49 cho quan niệm về khái niệm đứng im. 28 cho quan niệm về khái niệm đứng im. 21 rồi. 21 có không nhỉ? 21 ơi. 21 không có. 22. Có. 23. Có. 24. Có. 25. Có. 26. Có. 27. 28. 27 có. 28. Có. 29. Có. 30. Có. 31. Có. 32. Có. 33. Cô bạn Hùng bạn vừa mới bị ao ra. Ở bên ngoài là cái anh Thịnh anh đang chờ chứ Hùng có chờ đâu. Bạn Thịnh mất mạng cô ạ. Cô cho bạn vào. Hùng này bị ao. Tiếp 34. Có. 35. Có. 36. 36 có không? 36 không có. Có. 36 có. 37. Có cô ơi. 37 có. 38 rồi, 38.
38 không có. 38 không có. 39 có. 40 40 không có. 41 có. 42 có. 43 có. 44 có. Em 44 chứ ạ. 44 là nam. Còn 43 dạ, vâng. Em nhầm ạ. Trần Nam là 43 không có. 45 em có mà cô. 45 Trần Nam có không? Có ạ. À? Trần Nam có ạ. À? Trần Nam là số đâu? Số nào nhỉ? Số 43 ạ. 43 ấy cô. Chỉ có bạn kia đánh nhầm thì thành hai người ấy gì. Thế Đình Nam. Đình Nam vào chưa? Thưa cô, số 12 có. Dạ em có. À. Em 44 ạ. 43 là hai thiết bị hả? Không, không, cô ơi, em nhầm số của bạn đấy cô ạ. Em bảo là 44 ạ. Đình Nam. Cô xem giúp em nào. Dạ em 44 ạ. Tiếp này. 45. 45. Có. 46. Có. 47. 7 có. 48. Có. 49. 49. 49 không có. 50. 50 đang ở ngoài đây này. 50 ra ngoài. 51. 51. 50 vẫn chưa vào được. 49 đây cô ơi, nãy giờ mạng em lag. Cái đồn vẫn đang vẫn chưa vào được. 51 có không? Có ạ. Cô ơi, 49 đây cô ơi. 52 có. 52 có. 53. 53 có. 54. 54 có. 55. 55 có. 56. 56 có. 57. 57. 57 có. 58. Có. 59. Có. 60. Có. 61. Có. 62. Trường có không? Quang Trường. Quang Trường bị ao rồi. Cô ơi, bạn Trường, bạn ơi nhắn tin với em, bạn bảo là bạn Trường không có mic. Bạn Trường đây 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 ạ, bạn Trường không có mic, bạn Trường có ở trong tin nhắn đấy ạ. Nhưng không nhìn thấy tên nó cái danh sách đấy, tham gia. Lúc con Trường Zoom bị lỗi không vào. Ủa? Được đấy cô ạ, không vào Zoom cô ạ. Bạn Nguyễn Việt Trường bị không có mic ạ. Không vào được Zoom thì không ở trong lớp này à? Ôi, bạn Lương Quang Trường mất điện. Bạn Lương Quang Trường vừa nãy vẫn ở trong lớp mà mất điện rồi. Là bị ao ra. Ờ. Việt Trường vào được chưa? Việt Trường vẫn chưa? Dạ cô ơi, bạn Việt Trường bị không có mic đấy, bạn Việt Trường có trong nhóm trong chat đấy ạ. Không có mic à? Bạn dùng máy tính bằng cây ạ. Tú 64 có. 65 có. 66 có. 67 có. 68 có. Rồi. Tôi gọi cho em điểm danh ạ. Chiến số 12. Rồi.
Rồi các em nhắn tiếp đi, quan điểm của các em, câu hỏi của cô đặt ra đấy như nào. 44 này, 44 này cho rằng khái niệm đứng im vẫn còn đúng này. Bạn nào đi tiêm vaccine thì phải chụp cho cô ngày đi tiêm, ngày mình nghỉ, có cái xác nhận là đã tiêm. Nha, Việt Dũng số 21 này này. Nhắn bạn thế nhé. Bạn số 5. Rồi. Như vậy có một số bạn đã khẳng định là khái niệm đứng im chúng ta vẫn dùng được khái niệm đứng im, nhưng chỉ có điều là bây giờ chúng ta cần phải hiểu khái niệm đứng im như thế nào cho đúng. Đấy là cái câu chuyện ta sẽ phải bàn tiếp cho nó đúng, cho toàn diện ấy. Thế còn bình thường mà mình nói về đứng im là mình cứ nghĩ là gì? Nó hoàn toàn không có vận động gì, không có thay đổi gì về mặt vị trí ở trong không gian, không có vận động cơ học. Đấy, bình thường là mình hiểu theo cái nghĩa rất đơn giản như thế. Thế giờ khái niệm đứng im có nên hiểu như thế không? Có nên hiểu như vậy không? Đâu rồi? Quan niệm về đứng im rồi. Đây, quan niệm về đứng im đây. Đứng im chỉ là tương đối. Đứng im chỉ là tương đối. Tức là nó xảy ra trong một quan hệ nhất định, chứ không phải là trong mọi mối quan hệ đều không có vận động. Mà nó không có vận động là xảy ra trong một mối quan hệ nhất định, hay trong một điều kiện nhất định. Trong một điều kiện nhất định. Trong một cái tương quan ấy, nếu mà mình ở môn khoa học khác thì mình dùng cái từ là tương quan, đúng không? Trong một tương quan hay là gắn với một cái loại hình nhất định nào đó, chẳng hạn như là vận động, nếu mà xét ở cái hòn đá có vận động xã hội không chẳng hạn. À, em hãy cho biết ở hòn đá có loại hình vận động xã hội không? Có không? Không. Không có. Bây giờ ngay cả đến vận động sinh học nó có không? Không. Cũng không có. Đấy. Thì như vậy nếu mà bây giờ mình xem xét ở góc độ vận động sinh học hay vận động xã hội đối với hòn đá thì là nó không có. Nhưng không phải là không có loại hình vận động nào. Đấy, đây là một cái lập luận nó phải chặt chẽ ở chỗ đó. Anh không có loại hình vận động sinh học, anh không có loại hình vận động xã hội, nhưng không phải là không có loại hình vận động nào gắn với sự tồn tại của nó. Vì thế người ta mới gọi đứng im chỉ là tương đối là như thế. Yeah. Em nhìn thấy slide chưa? Được rồi ạ. Ừ. Tiếp. Đứng im là ta nhìn dưới một cái góc độ tạm thời nhất định. Tạm thời nhất định. Ví dụ như này. Nếu mà bây giờ chúng ta nhìn cái chuỗi vận động liên tục ở các sự vật hiện tượng trong thế giới dưới một cái góc nhìn nó rộng ra, thì ta thấy là từ những cái dạng vật chất mà vô cơ thôi. Đấy. Sau có cái quá trình tổng hợp nhất định. Thế rồi sau đó dần dần trong quá trình tiến hóa đấy. Dần dần trong quá trình tiến hóa đấy. Hợp thành, góp phần hợp thành, tạo nên những cái sinh vật có sự sống. Đúng không? Sinh vật có sự sống. Thế sau đó thì là cái quá trình tiến hóa ở những cái sinh vật có sự sống. Chúng ta lại nhìn thấy một cái chuỗi vận động rất là lâu dài, hàng triệu năm. Thì đến một cái giai đoạn là cũng có thể, mình hình dung này, cũng có thể là sau này nó cũng có biến đổi. Ví dụ như là đời sống của con người chẳng hạn, từ cái quá trình
mà chúng ta còn chưa được tạo nên. Đến nay chúng ta đang sống ở đây, thì cái giai đoạn chúng ta đang sống ở đây với tư cách là một con người sống, một con người đặc biệt. Nhưng mà nếu mà nhìn cả một cái chuỗi vận động dài thì nó cũng chỉ là được xem như là tạm thời. Một giai đoạn trong cả một tiến trình vận động dài cũng được xem như là nó là một sự tồn tại tạm thời. Và trong cái giai đoạn tồn tại nhất định này thì về cơ bản hình hài con người được xác định như thế này thì được xem như là ổn định. Đấy, nếu mà mình nhìn dưới góc độ nó lớn như thế thì mình xem như là khi chúng ta tồn tại với tư cách là cơ thể con người này là coi như ổn định. Còn khi mà chúng ta chưa thành người, đến lúc thành người hoặc thành người chuyển thành một cái dạng thức khác thì lúc đấy là những cái biến đổi lớn. Những biến đổi lớn. Còn lúc mà chúng ta còn đang tồn tại với tư cách một cơ thể con người thì được xem như là đang ổn định. Thì đấy, thế cái kinh nghĩa của cái từ đứng im hay ổn định ấy, là nó được hiểu với cái nghĩa như thế. Nhớ. Biểu hiện khi sự vật còn là nó mà chưa biến đổi thành cái khác. Và nhìn chung, những cái vận động cá biệt của riêng từng sự vật ấy, thì có xu thế sẽ hình thành nên các sự vật. Có xu thế hình thành nên các sự vật. Còn vận động nói chung trên toàn thế giới, trong toàn vũ trụ thì có xu hướng. Chúng ta nhìn thấy góc độ lớn như thế, ta sẽ thấy là xu hướng sự vật là không ngừng biến đổi. Đấy, các em mới hiểu được những cái câu chữ này không? Bạn nào mà ghi không kịp chúng ta chụp lại màn hình nhá. Rồi, kết thúc phần này ở đây. Bây giờ chúng ta sang hình thức tồn tại của vật chất. Phần này tôi nói thật nhanh. Lại cũng đi từ câu chuyện ta hiểu từng sự vật hiện tượng. Ví dụ, một cái tảng đá. Một cái tảng đá trang trí ở trong sân nhà chúng ta được xem như là một cái thứ để mang ý nghĩa về phong thủy đấy. Thì chúng ta thấy sự tồn tại của nó với một cái dạng cụ thể, một sự vật cụ thể đấy, thì nó sẽ có cái kết cấu, đúng không? Nó có kết cấu giúp chúng ta nhận ra, đặc biệt là những sự vật mà có kết cấu vật chất rắn, là chúng ta sẽ dễ xác định được cái kết cấu của nó. Chúng ta dễ xác định được cái quy mô mà nó đang chiếm. Cái quy mô đấy là lớn hay nhỏ, hòn đá lớn hay nhỏ thể hiện cái quy mô là lớn hay nhỏ. Cao bao nhiêu, rộng là bao nhiêu, đấy, bề dày của nó là bao nhiêu, vân vân. Thì cái sự vật cụ thể là các em sẽ xác định được cái kết cấu riêng của nó, và ta gọi đó là cái không gian cụ thể. Nó tồn tại là luôn gắn với một không gian cụ thể. Ngay cả một cái phân tử, một cái bụi rất nhỏ trong bầu không khí, mà quanh cô trò chúng ta đang có những cái bụi, hạt bụi rất nhỏ đấy, nó thuộc cái nhóm các cái sự vật mà có kết cấu vật chất rắn, thì nó cũng có kết cấu gì, nó cũng có form hình của nó, nó cũng chiếm một khoảng nhất định ở trong không gian đó, nó chiếm một khoảng, nó có cái không gian cụ thể của riêng nó. Và nếu mà bây giờ bằng những cái thiết bị hiện đại, ta có thể xác định được cái chiều cao, chiều rộng hay là bề dày hoặc là độ sâu trong cái không gian cụ thể của nó rất là nhỏ xíu đấy, nhưng vẫn xác định được là bao nhiêu micromet chẳng hạn, kiểu đấy, hay thậm chí là nanomet, bao nhiêu. Chẳng hạn như virus chẳng hạn. Virus người ta vẫn soi chiếu được nó, quan sát được sự biến đổi của nó, và cũng xác định được cái form dạng thức mà nó đang tồn tại, nó là dạng thế nào. Đấy, virus mà mắt thường chúng ta không nhìn thấy, nhưng nó đang tồn tại, nó cũng có cái form hình cụ thể nhất định của nó, biểu thị sự tồn tại của nó, đúng không? Đấy, nói tóm lại như thế, tất cả các sự vật hiện tượng nói chung
khi tồn tại trong thế giới vật chất đều có những cái form hình nhất định, mà ta gọi chung đó là những cái không gian nhất định để xác định trật tự hay kết cấu quảng tính của chúng. Vì thế mà ta có khái niệm không gian nói chung cho toàn bộ thế giới vật chất. Như vậy khái niệm không gian này nó sẽ khác khái niệm không gian trong vật lý các em ạ. Nó khác khái niệm không gian trong vật lý. Nó cũng khác với khái niệm không gian mà chúng ta dùng cái từ này trong đời sống hàng ngày. Bình thường chúng ta dùng cái từ không gian trong đời sống hàng ngày ý muốn nói là một cái khoảng không, khoảng trống nào đó. Yeah. Nhà bác có cái không gian này rộng rãi, thoáng mát quá nhỉ? Kiểu đấy. Thì ý muốn nói là nhà bác này xung quanh cũng rất là không có cái gì chắn, không có bí, không có... Nếu mà nhìn chung là có những cái khoảng trống nó lớn, gọi là không gian thoáng mát đó. Nhà không gian rộng rãi quá, tức là cái khoảng trống trong trong cái nhà này nó rộng hơn những chỗ khác, hiểu thế? Thì đấy là cách mà chúng ta dùng cái từ không gian ở trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà trong các cái môn khoa học thì đã chứng minh cho các em rằng không gian không phải là trống, mà ở đó có rất nhiều các cái dạng cụ thể của vật chất đang tồn tại, đúng không? Các dạng vật chất đang tồn tại, chúng đan xen, chúng xen cài hoặc là hòa trộn lẫn nhau. Đấy. Nó không phải là khoảng trống, trống rỗng. Trong vật lý học thì có khái niệm không gian, nhưng mà khái niệm không gian trong vật lý học cũng chỉ phản ánh được một phần thôi. Một phần phương diện nhất định của không gian trong thế giới vật chất. Chúng ta có từ không gian này là muốn chỉ về cái sự tồn tại đang có của toàn bộ tất cả các cái đối tượng thuộc về thế giới vật chất với nhiều dạng thức tồn tại khác nhau của chúng. Và nhìn chung cái từ này ý muốn chỉ về hình thức. Khi mà các em tồn tại nhé, thì làm thế nào để nhận ra sự tồn tại của các em? Làm thế nào các em nhận ra sự tồn tại của cô? Là chúng ta phải có một cái form hình, đúng không? Chúng ta phải có một cái form hình, một khoảng nhất định mà chúng ta đang chiếm. Và nó sẽ tác động đến thị giác, tác động đến các giác quan của những người khác, thì những người khác nhận ra ta. Chúng ta tác động đến những vật khác, trong sự tác động đấy, các vật khác nhận ra ta. Đấy. Thì cái khái niệm không gian nói chung là hình thức tồn tại của vật chất là như vậy. Không gian có tính ba chiều, chiều cao, chiều dài, chiều rộng. Thêm một nữa, tức là khi mà một cái sự vật nào đó tồn tại, ta nhìn từ những sự vật cụ thể thì các em sẽ dễ hiểu hơn. Khi một sự vật cụ thể mà tồn tại thì nó sẽ được tính từ lúc nào? À, các bạn, nó sẽ được tính từ lúc nào? Ví dụ như là một cái quả, một cái cơ thể con người. Ví dụ như cơ thể con người chúng ta mà được xác định tồn tại là được tính từ lúc nào? Với tư cách là một con người A thì cái sự tồn tại của một con người A được tính như thế nào? À, các bạn, được tính như thế nào? Từ lúc nào đến lúc nào? Số 14 hả? Dạ. À.
Cả lớp đang chờ em. Dạ vâng. Rồi các bạn lại nhắn vào phần chat là 14 cứ trả lời đi. Các bạn khác lại nhắn vào phần chat quan điểm của các em, tôi sẽ nhắn riêng thôi. Nhắn riêng cô xem. Thì mà khó xác định thế. Bạn 14 được sinh ra trên đời và tồn tại với tư cách một thành viên, một gọi là được xem như là thiên thần đấy. Mỗi chúng ta đây là một thiên thần được sinh ra gắn với đời sống này, và sau này chúng ta sẽ làm nên cho đời sống của chúng ta có rất nhiều những biến đổi. Chúng ta làm biến đổi cả những người xung quanh chúng ta nữa. Và cái sự tồn tại của chúng ta được tính từ khi nào hả, hả em? Em mà không, không chú ý đến câu hỏi rồi. Em nghĩ từ khi được mình được sinh ra. Em cứ nói đi. Cái gì xác định sự cái giai đoạn tồn tại của em? Em nghĩ là sinh ra, lớn lên và xong già đi và mình sẽ bị mất. Từ khi mà em được hình thành với tư cách là một con người cho đến khi em không còn gắn với đời sống, với sự sống và với cuộc đời, với tư cách là con người này nữa, đúng không? Vâng. Đấy, cả một cái quãng từ lúc được sinh ra gắn với biến đổi rồi mất đi, thì đó là cái giai đoạn xác định sự tồn tại của em. Nó cũng là một hình thức biểu hiện sự tồn tại của một dạng cụ thể, của một con người cụ thể. Đó là một hình thức biểu hiện. Thời gian gắn với thời gian cuộc đời cũng là một hình thức biểu hiện sự tồn tại của một con người cụ thể. Đấy. Và đối với các vật dạng vật chất khác cũng thế. Thời gian gắn với sự tồn tại của nó tính từ khi nó được sinh ra cho đến khi nó không còn là nó nữa. Nó không còn là nó nữa thì liệu nó có phải mất đi hoàn toàn không ạ, Hà Đạt? Trong thế giới này liệu nó có phải mất đi hoàn toàn không? Không. Mà nó sẽ đi về đâu? Nó sẽ đi về đâu? Có cái định luật nào trong vật lý khẳng định được điều đó? Em nêu cho cô. Định luật bảo toàn năng lượng. Đúng rồi, định luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng là giúp chúng ta hiểu được cái điều đó nó rõ hơn. Rằng là khi chúng ta không còn với tư cách là một con người sống đấy, trong cuộc đời thì cũng không phải là chúng ta sẽ mất đi hoàn toàn trong thế giới này. Chỉ là chúng ta sẽ chuyển sang thành những dạng khác, với tương ứng với đó là những dạng năng lượng khác. Đấy. Và chúng ta vẫn có những cái tương tác với những sự vật hiện tượng khác trong thế giới vật chất. Đấy là một cái minh chứng để người ta hiểu về một cái giai đoạn sau cuộc đời con người một cách khoa học, theo minh chứng của khoa học là như thế. Đấy, và vẫn trên cái ý này thì người ta lại vẽ tiếp ra những cái sự tưởng tượng tiếp theo của con người về một cái giai đoạn mà khi chúng ta không còn gắn với đời người nữa thì sẽ là như thế nào. Thì đấy là trong sự tưởng tượng của đầu óc con người thôi. Còn những cái minh chứng để chúng ta có thể hiểu rõ được cái điều đó thì chúng ta cứ nhìn những cái dạng thức khác là chúng ta thấy ngay, hay nhìn những con người khác đã ra đi thì chúng ta cũng đã thấy rất rõ ngay một cái điều rằng là chúng ta đến với cuộc đời này rồi sau chúng ta cũng lại hòa vào với không gian, với vũ trụ này thôi, nhưng ở một cái dạng thức khác thôi. Đó.
thì thời gian nó cũng chính là một cái yếu tố để khẳng định biểu hiện sự tồn tại của các dạng cụ thể trong thế giới vật chất là như thế. Được chưa? Kết luận lại, phương thức tồn tại của vật chất là gì? Kết luận. Các em có đang nhìn thấy slide không nhỉ? Không ạ, cô chưa xem. Thế là bây giờ cô phải làm thế nào để xem nhỉ? Thế lúc đấy là các em có nhìn thấy không? Có ạ, từ bắt đầu cô đặt câu hỏi thì mới mất ạ. À. Đây. Rồi, rồi. Chúng ta đi đến kết luận lại phương thức tồn tại của vật chất là gì? Cô chỉ yêu cầu kết luận lại thôi nhé. Bé Điểu nào. Bé Điểu gửi bài cắt ra từng phần trong trong cái sơ đồ của em. Nhìn thấy hơi khó, làm nào gửi là một cái bảng mà nhìn nó tổng hợp hơn một tí. Thế nên cũng nhìn được không? Nhưng mà các cái ảnh mà nó không để theo thứ tự là cô khó theo dõi. Điểu đâu? Em Điểu đâu rồi? Chạy mất rồi. Tiếp nào. Bạn 17. Bạn 17. À, dạ. Em đây. Ừ. Đó. Tổng kết kết luận. Tổng kết kết luận. Rút ra. Sau khi mà chúng ta học xong một tiết 2, hơn một tiết 2 thì ta nắm được vấn đề lớn nhất đó là gì? Vấn đề lớn nhất. Các bạn khác cũng viết vào phần chat cô xem mà nắm được vấn đề không nào. Những ai nắm được vấn đề viết ra. Như vậy tổng kết lại. Theo em thì là mối quan hệ giữa vận động và đứng im. Không phải mối quan hệ giữa vận động và đứng im. Em tổng kết lại toàn bộ cái nội dung hơn một tiết vừa rồi, mình thu lượm được những nội dung lớn là gì? Lớn ấy. Cái khác là như này, diễn đạt lại trong những nội dung lớn trong hơn một tiết vừa rồi đề cập đó là những nội dung nào? Thế là có vận động và đứng im thôi. Vận động và đứng im thôi à? Người khác nào? Cứ nhắn tiếp vào phần chat cô đang xem đấy. Xem bạn nào có những kết luận một cách tổng quát về toàn bộ cái phần vừa rồi cô đã giảng cho các em. Để chúng ta hiểu hơn về thế giới vật chất ấy. Thì chỉ có vận động và đứng im đã đủ hết chưa? Rồi, có một bạn 68 đã nói được. Rồi, 67. Bốn chín thì vẫn thiếu một mảng nữa. Rồi số 11 là tổng quan nhất. Số 11 nêu tổng quan nhất. Như vậy chúng ta chỉ cần quay trở lại với tiêu đề của cái phần mà cô trò mình nói với nhau, nó là trọng tâm của cái quá trình đi tìm hiểu về vật chất này. Đó là gì?
phương thức tồn tại của vật chất là gì? Giờ còn nhớ không? Chốt lại sau khi phân tích rất nhiều thứ thì các em kết luận đi, phương thức tồn tại của vật chất là gì? Phương thức tồn tại của vật chất là vận động. Đúng rồi. Còn hình thức biểu hiện sự tồn tại của vật chất là, hình thức biểu hiện sự tồn tại của vật chất là không gian và thời gian. Rồi, là không gian và thời gian. Tại sao cô lại phải quay trở lại nhấn mạnh như thế? Vì các em ạ, sau này hỏi trắc nghiệm bắt đầu người ta bắt đầu cháo này, đảo lộn lung tung cả. Khi mà các em đã khẳng định vững như đinh đóng thép cái này thì như là thép như này thì là sau người ta có trộn như nào trộn chúng ta cũng sẽ cảnh giác mà chúng ta sáng suốt nhận ra được. Còn sau một thời gian các em học bắt đầu là nó bị mờ đi, nhạt đi bởi những nội dung khác và bắt đầu chúng ta lộn xộn chứ chết rồi. Không biết cái nào là phương thức, cái nào là hình thức tồn tại. Thì bây giờ cô nhắc lại, để tồn tại được thì anh phải vận động. Đấy là một cái nguyên lý mà nó sẽ theo với các em suốt sau này. Chúng ta vận dụng vào đời sống cá nhân của mình, chúng ta sẽ thấy rất hay. Chúng ta cứ nhớ được là để tồn tại được thì mọi đối tượng trong thế giới vật chất đều phải vận động. Con người chúng ta cũng thế. Đấy. Thế là vận động là phương thức tồn tại vật chất. Đúng chưa? Thế còn biểu thị cái sự tồn tại của nó ra dưới dạng nào, form hình của nó, thời gian xác định nó thì đó là không gian, thời gian. Được chưa? Kết luận vật chất là tồn tại một cách khách quan. Kết luận về thế giới vật chất. Thế giới vật chất là toàn bộ những gì tồn tại một cách khách quan. Khách quan có nghĩa là gì nhỉ? Số 20. Tồn tại khách quan có nghĩa là thế nào? Số 20. Số 20 có không? Số 20 đi đâu rồi? Trốn rồi. Trốn thì dễ mà. Ở lại và khẳng định sự tồn tại của mình mới khó. Chứ còn... muốn cho mình không còn là mình nữa thì cũng dễ thôi mà. Kết luận, vật chất tồn tại khách quan, vô tận, vĩnh cửu, vô tận, vĩnh cửu. Các nhà khoa học cứ thỏa sức tìm hiểu, nghiên cứu, khám phá về nó đi. Anh sẽ chỉ ngày càng biết nhiều hơn về những dạng cụ thể đang tồn tại trong thế giới vật chất. Chứ không phải là khi anh phát hiện ra những cái phần mới đó, thì có nghĩa là gì? Nó thuộc về một thế giới khác. Anh sẽ đi vào sâu hơn nữa trong cái kết cấu. Anh phát hiện ra nhiều điều kỳ diệu nữa về những điều mà trước đây anh tưởng nó không từng tồn tại. Nhưng nay anh sẽ phát hiện ra thì đó cũng là cái chiều sâu trong cấu trúc của những dạng cụ thể của thế giới vật chất mà thôi. Và mọi đối tượng trong thế giới vật chất đều tồn tại được bằng vận động. Hình thức vận động thì rất đa dạng, có 5 hình thức vận động cơ bản. Chúng nằm trong quan hệ bao hàm lẫn nhau. Vận động là tuyệt đối, vì vận động luôn luôn có. Cho nên vận động là tuyệt đối. Đứng im chỉ là tương đối. Vì đứng im ta phải xem nó trong một cái mối quan hệ nhất định, một điều kiện cụ thể với một phương thức vận động, với một loại hình vận động cụ thể nào đó. Rồi, kết luận phần này hết. Sang một chút đến phần ý thức. Chắc không được nhiều. Ý thức là gì? Ý thức của con người sẽ khác với cái lớp đối tượng mà khái niệm vật chất nó khái quát như thế nào? Cái sự tồn tại của ý thức nó có gì khác nổi bật so với cái sự tồn tại của lớp đối tượng là vật chất mà chúng ta vừa mới tìm hiểu ở những buổi trước? Đó. Khác gì không?
đây cũng là một lớp đối tượng cũng vô cùng vô tận em ạ. Đời sống ý thức tinh thần của con người vô cùng vô tận. Và nó có tồn tại trong hiện thực. Khi có con người với hoạt động ý thức thì thế giới này là người ta có nhiều cách phân chia thành các nhóm khác nhau, nhưng mà thế giới này bây giờ chúng ta nhìn dưới góc độ chia thành hai cái lớp đối tượng lớn nhất. Một là lớp đối tượng là gì? Tồn tại bên ngoài mong muốn của con người. Đó là tồn tại khách quan. Thì cái lớp đối tượng đấy phạm chủ vật chất nó khách quan. Bây giờ tất cả những gì tồn tại một cái chủ quan bên trong đầu óc tư tưởng tinh thần con người thì là cái lớp đối tượng này phạm chủ ý thức nó sẽ khai quát. Em hình dung rồi đấy. Tất cả những cái gì cứ liên quan đến có sự chi phối của ý thức con người. Có sự chi phối của ý thức con người. Rồi nó tồn tại dưới dạng thức rất đặc biệt, khác với lớp vật chất. Thì nó đều thuộc về ý thức. Vậy ý thức là gì? Nguồn gốc ra đời ý thức. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về ý thức. Chúng ta sẽ đi vào tập trung tìm hiểu cách giải thích của triết học Marx Lenin về ý thức. Phần ý thức này tuyệt vời lắm, hay lắm. Chỉ sợ không có thời gian thôi, chứ còn tìm hiểu về cái này rất hay. Nguồn gốc của ý thức thì có hai nguồn gốc. Để có những cái hoạt động của bộ não con người thì phải có cái gì đã em nhỉ? Phải có gì thì mới có những cái hoạt động, những dạng thức nảy sinh trong bộ não con người. Phải có gì? Ý thức. Đấy, phải có cái gì thì mới sinh ra được ý thức, mới sinh ra được suy nghĩ, mới sinh ra được những phán đoán hay mong muốn hay những dạng xuất hiện. Thì phải có cái gì đã? Vật chất. Đó là gì? Nó là gì ạ? Phải có gì thì mới sinh ra được những cái ý nghĩ này, sinh ra được những cái cảm nhận này kia, đánh giá, rồi kế hoạch, rồi mong muốn, nguyện vọng, hay là những cái hình ảnh tưởng tượng trong đó con người, thì phải có cái gì đã? Nhận thức có vật chất. Vật chất là cái gì? Cụ thể. Não. Phải có bộ não con người. Phải có một cái tổ chức vật chất. Nó có cái khả năng hoạt động rất đặc biệt. Có khả năng hoạt động rất đặc biệt. Đó là một tổ chức vật chất. Rồi có bộ não con người với cái hoạt động đặc biệt của nó. Và thêm nữa, bộ não con người thường xuyên nhận được những tác động từ đâu? Chẳng hạn nhiệt độ, từ thế giới bên ngoài đến mình. Nhiệt độ hôm nay mát mẻ, nên là mình có một cái suy nghĩ trong đầu về một mùa thu thật đẹp. Trong năm có lẽ mùa thu là cái mùa mà thích nhất đấy, mát mẻ, dịu nhẹ, lãng mạn. Nên trong đầu mình bắt đầu nghĩ miên man những cái suy nghĩ liên quan đến một cái yếu tố đang tác động đến mình, làm gió nhẹ tác động đến mình, đúng không? Hương hoa xung quanh tác động đến mình, làm cho mình có những suy nghĩ miên man trong đầu về một mùa thu thích thế. Trong năm có những cái ngày này đẹp thế, nhưng mà nó lại ngắn thế. Ước gì, nên là mong muốn, ước gì những ngày như thế này nó cứ có kéo dài mãi cả năm, kiểu như vậy. Thế là đấy là nguồn gốc tự nhiên của ý thức. Trước hết là phải có bộ não con người với cái hoạt động bình thường nhé. Chứ cái người mà bộ não mà hoạt động không bình thường thì không có được những cái suy nghĩ, những cái đánh giá, nhận thức một cách bình thường được. Phải không? Bộ não con người thì cái đấy là ta không cần phải ghi. Nhưng mình phải hiểu được như thế. Và sự tác động của thế giới khách quan đến bộ não con người. Đấy là cái thứ nhất. Bây giờ ở phần này, cô muốn nói thêm, khi con người chúng ta nhận được những tác động từ các đối tượng trong thế giới khách quan đến mình, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm,
gió, hương, hoa, màu sắc, cây cối đến mình, tác động vào bộ não con người. Và bộ não con người chúng ta có quá trình phân tích, tổng hợp những thông tin mà mình nhận được. Đấy, cho ra những ý nghĩ, những đánh giá, những mong muốn, những kế hoạch, vân vân. Thì đó người ta gọi là quá trình phản ánh. Quá trình phản ánh. Như vậy nhìn ở cái slide này các em sẽ thấy bộ não con người có khả năng phản ánh trước những tác động mà thế giới khách quan đã tác động đến con người. Vậy trong thế giới tự nhiên còn các cái nhiều vô vàn các cái tổ chức vật chất đang tồn tại thì theo các em nó có khả năng phản ánh không? Hay chỉ có mỗi bộ não con người mới có khả năng phản ánh trước những tác động ở thế giới xung quanh đến nó thôi? Có không? Hòn đá có khả năng phản ánh không? Cái cây, các loài vật khác, vân vân vân. Những cái dạng vật chất khác trong thế giới vật chất, nó cũng chịu sự tác động của làn gió, nó cũng chịu sự tác động nhất định của hoa thơm, nó cũng chịu sự tác động của nhiệt độ, của ánh sáng, của độ ẩm, vân vân. Nó có khả năng phản ánh không? Hay có. Chỉ có mỗi bộ con người mới có khả năng phản ánh? Đấy, đây là câu chuyện đặt ra với chúng ta, suy nghĩ xem có khả năng phản ánh không? Có ạ. À, rồi bạn cho cô rõ hơn về điều này xem nào. Số 19. 19 nè. Giúp cô và các bạn hiểu kỹ hơn một tí xem nào. Theo em cái sự tác động của thế giới xung quanh ấy, thì nó đâu phải chỉ tác động vào mỗi con người với bộ não con người đâu nhỉ? Nó còn tác động đến nhiều cái dạng vật chất khác. Đấy, và chúng đều tác động lẫn nhau, nói chung là tác động lẫn nhau. Thì khi nhận được tác động như thế thì những dạng vật chất khác nó có khả năng phản ánh ở chỗ nào? Có khả năng phản ánh ở chỗ nào? Số 19 thì nói rõ hơn cô biết rồi. Em thưa cô, ví dụ như là sự tác động của lý hóa lên môi trường ạ. Thì sao? Thì cái sự phản ánh diễn ra như thế nào? Ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm tác động đến một cái dạng vật chất nào đó thì nó có những cái biến đổi diễn ra. Có những biến đổi diễn ra không? Có ạ. Những phản ứng và thể hiện mang những thông tin khi nó nhận được tác động đấy không? Có ạ. Lấy một ví dụ cụ thể xem. Đối với một số cái loài động vật ấy, đặc biệt lại là một số cái loài động vật đang phát triển mà lại có não bộ chẳng hạn, thì các em thấy rất là rõ cái khả năng chúng cũng phản ánh lại trước những tác động mà nó nhận được rất rõ, đúng không? Đối với những cái loài động vật mà có bộ não ấy, là nó cũng thể hiện cái khả năng phản ánh trước những tác động mà nó nhận được rất rõ. Rồi,
Thế bây giờ cô giúp cho các em hiểu rõ hơn phản ánh là gì. Phản ánh là khả năng tái hiện đặc điểm hệ thống vật chất này lên hệ thống vật chất khác. Hoặc ta cũng có thể hiểu phản ánh là khả năng phản ứng của một hệ thống vật chất trước những tác động mà nó nhận được từ những dạng vật chất khác đến nó. Đấy. Chẳng hạn như là gì? Đơn giản như những cái đối tượng mà không có sự sống, những vật mà chúng ta tưởng là vô tri thôi, trong sự tác động lẫn nhau nó có những cái tác động gì, ví dụ ta tác động vào một lực thì nó cũng có những cái phản lực trở lại, để lại những cái dấu ấn nhất định lên cái hệ thống mà đã tác động lên nó, phải không? Đơn giản như các em đấm vào một cái vật chất rắn, tường hay bàn này chẳng hạn, chúng ta đấm càng mạnh thì cái phản lực nó sẽ trở lại tay ta để ta cảm nhận được nó sẽ càng lớn thôi. Đây là cái câu chuyện mà ta thấy được sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các sự vật hiện tượng, và nó để lại dấu ấn lên nhau, để lại ảnh hưởng lên nhau. Đấy, cho thấy những cái phản ứng của các hệ thống vật chất với nhau. Đấy là phản ánh nhá. Đấy là phản ánh. Thế thì trong thế giới vật chất có rất nhiều các hình thức phản ánh, kể cả thế giới tự nhiên mà gọi là giới tự nhiên vô sinh, không có sự sống, giới tự nhiên hữu sinh cũng có sự sống đấy, thì đều có khả năng phản ánh. Nhưng mà cái trình độ phản ánh thì khác nhau. Giới tự nhiên hữu sinh là có phản ánh sinh học, còn tự nhiên không có sự sống ấy, thì là có phản ánh cơ học, vật lý hay hóa học. Đấy, cơ học, vật lý hay hóa học. Thì ta nhìn vào cái trình độ phản ánh của giới tự nhiên hữu sinh nên ta sẽ thấy là trình độ nó cao hơn một chút và ngày càng rõ nét. Như thực vật thì cũng có tác động của ánh sáng đến nó vươn ra phía của ánh sáng, nó có những cái cảm ứng. Nên sau này đến động vật thì bắt đầu rõ, và động vật có hệ thần kinh thì càng rõ, có những cái phản xạ vô điều kiện. Rồi đến những phản ánh tâm lý, và tôi không có thời gian chứ tôi chiếu cho các em xem một số cái video, các em xem là một số loài động vật, một số loài chó hay là khỉ, nó thông minh, mà ta thấy cảm nhận thấy một cái việc nó đón nhận những cái thông tin từ mệnh lệnh của con người như thế nào, nó rất hiểu và nó thể hiện đôi lúc mà mình cảm thấy nó cũng rất là xúc động. Như là một nhóm nghiên cứu mà thả con đười ươi về rừng, mà trước khi nó về với rừng nó còn quay lại, nó ôm như là ôm cái người thân đã từng chăm sóc, đã từng bảo vệ cho nó. Nó ôm người con xong thì cái nhà nghiên cứu ấy cũng lại vỗ vai nó như một lời động viên là đồng chí cứ yên tâm trở về với rừng. Như hành động, nó thật là hành động như là con người. Nhưng mà tuy nhiên thì ở các loài đó vẫn còn có những cái hạn chế nhất định, sau này ta so sánh thì buổi sau các em sẽ thấy cái quá trình mà chúng ta phân tích là phản ánh của bộ não con người, ta gọi là phản ánh ý thức ấy. Đó là trình độ phản ánh cao nhất. Vì sao lại như thế thì ta sẽ chứng minh vì sao nhé. Hôm nay bài chúng ta đến đây là nghỉ, các em sẽ kết thúc ở đây để cho lớp khác vào nhé. Sau khi nghỉ hết rồi sao? Xin chào cô. Chào cô. Chào các em. Chào cô. Chào cô.